Chào tất cả các bạn lại đến với kênh vlog của mình nha. Thì hôm nay cái video của mình sẽ nói về cái chủ đề đó là làm cò khi mà đi nghĩa vụ có nghĩa là gì. Thì đây là cái từ ngữ chuyên ngành ở trên cái quân đội của mình. Thì một số người mập mờ không biết thì làm cò là cái gì. Thì một số bạn lính đã đi nghĩa vụ về rồi thì có khả năng là biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chưa đi nghĩa vụ nha các bạn. Còn những bạn nào đã đi nghĩa vụ về rồi thì thấy mình chia sẻ có gì thiếu sót là mong các bạn thông cảm, cũng như là giúp ích giúp mình bằng cách thêm một số cái ý kiến ở dưới phần bình luận, để video mình có thêm nhiều kiến thức để giúp đỡ cho các bạn trên con đường đi nghĩa vụ sắp tới nha các bạn. Thì mình không dài dòng nữa, mình sẽ vô vấn đề chính hôm nay luôn. Thì làm cò trên quân đội là gì? Cò ở đây không phải là cò nhà, cò đất nha các bạn. Trên quân đội cò là mình phục vụ cho các thủ trưởng tại cái đơn vị mình công tác học tập. Ví dụ như là cò nấu ăn là sao? Là nấu ăn cho các cái sĩ quan trong đó. Như là tiểu đoàn thì có cò tiểu đoàn, thì nấu ăn cho các chú ở trong tiểu đoàn, như là tiểu đoàn trưởng, phó tiểu đoàn trưởng. Nói chung là dành cho những cái chú ở cấp tiểu đoàn thì gọi là cò tiểu đoàn đó. Thì ở đại đội cũng vậy, ở đại đội cũng có cò đại đội, cũng nấu ăn cho các chú luôn, các chú sĩ quan ở cấp đại đội luôn. Nói chung là cò nó sẽ phân cấp theo từng cấp bậc, ví dụ là cò đại đội, cò tiểu đoàn, rồi cò trung đoàn, rồi cò sư đoàn, cao cấp là cò sư đoàn, rồi cò quân đoàn đó. Đó là cò, đó là cò nấu ăn. Còn thứ hai là có thể là cò bên bên bấm đánh di tính đó các bạn, gọi là văn phòng á. Ai hổng mình có làm video về các nghề nghiệp á, thì nghề văn phòng được ưu tiên đó, cũng như làm cò đó các bạn. Thì vô đây thì học tập công tác cũng có, nhưng mà mình sẽ ít hơn những người khác. Thì người khác thì nhầm khi tới giờ công tác, người ta thì đi cài cuốc, đào hào gì đó, bắt sâu rồi tưới hoa gì đó. Mình thì công tác thì nhẹ nhàng hơn mấy người này, thì mình đó là đánh lên bắn banh bản cho mấy chú đó. Đó là làm cò, làm cò bên mảng bấm bánh đánh di tính, cò nấu ăn, còn cũng như là cò chăn nuôi nữa các bạn. Thì mình cũng có làm một số video nói về đó. Thì cò chăn nuôi là làm gì? Thì chăn nuôi cho chăn nuôi cũng như là nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo đó, nuôi bồ câu. Thì đơn vị mình lúc trước là cũng có nuôi bồ câu, nuôi gà, nuôi vịt đầy đủ các bạn. Thì mình lên trung đội phục vụ đó, thì đổ cặn vô rồi mình kéo về xứ cho vịt gà đồ ăn, gọi là cũng là cò, nhưng mà dạng là cò bên chăn nuôi đó. Thì các bạn hiểu cái từ chuyên ngành trên chảnh là cò là giống như là phục vụ cho các chú sĩ quan ở trên đó, là về việc nấu ăn, giặt giũ, rồi chăn nuôi, đó là gọi là cò. Thì các bạn nào không hiểu á, thì hôm nay mình đã giải thích cho các bạn biết làm cò trên quân đội là gì. Thì video của mình ở đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe nha các bạn, để mình có thêm động lực làm ra những cái video tiếp theo, chia sẻ cho những bạn chưa đi nghĩa vụ có thêm nhiều kiến thức để phục vụ trên con đường đi nghĩa vụ sắp tới của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.